Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. Real Madrid mời Amo mua từ Chomeni. Manchester United đạt thỏa thuận chiêu mộ Andre Onana. Casemiro tiết lộ lý do rời Real Madrid gia nhập MU. Van de Beek rời MU gia nhập Wolves. Real Madrid mời MU mua Tchouameni. Theo tờ Marca của Tây Ban Nha, Aurelien Tchouameni có thể bị bán đi khi mà Real Madrid đang tìm cách mua Kylian Mbappe từ PSG. Các câu lạc bộ Premier League đã được thông báo về việc Real Madrid có thể bán đi tiền vệ trung tâm Aurelien Tchouameni. Theo tờ Marca, câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha muốn đẩy đi tiền vệ con thoi người Pháp để có đủ triển vọng chiêu mộ Kylian Mbappe. Real Madrid dự định chờ đến hè năm 2024 để đưa Mbappe về sân Santiago Bernabeu theo dạng chuyển nhượng tự do. Thế nhưng PSG không muốn mất trắng đi Mbappe và muốn bán đi chân sút hàng đầu của mình hè này nếu như anh không gia hạn hợp đồng. Do vừa chiêu mộ tiền vệ trung tâm Jude Bellingham với giá 103 triệu euro từ Borussia Dortmund, nên Real Madrid phải bán đi Aurelien Tchouameni hay Federico Valverde để có tiền mua Mbappe theo mức giá mà PSG yêu cầu là 200 triệu euro. Aurelien Tchouameni chỉ vừa mới cập bến Real Madrid mùa hè trước từ Monaco với giá 80 triệu euro trả trước, cộng 20 triệu phụ phí để thay thế Casemiro. Trong khi Casemiro thi đấu chói sáng trong mùa giải đầu tiên tại Man United, thì Tchouameni chỉ chơi 2 trong giai đoạn đầu và hiện đã xuống phong độ sau khi gặp chấn thương. Real Madrid đang mời chào MU, Liverpool, Newcastle, Arsenal mua cựu tiền vệ AS Monaco. Trong số này, Newcastle và Arsenal vừa chi số tiền kỷ lục của câu lạc bộ để mua tiền vệ trung tâm, lần lượt là Sandro Tonan và Declan Rice, nên khó mua tiền vệ 23 tuổi này. Man đỏ và Liverpool đều cần mẫu tiền vệ con thoi như Tchouameni, nhưng có thể gặp khó khăn do luật công bằng tài chính nên cần bán bớt cầu thủ trước khi mua thêm. Manchester United đạt thỏa thuận chiêu mộ Andre Onana. MU vừa hoàn tất thỏa thuận mua thủ môn Andre Onana nhằm thay thế De Gea. Đội chủ sân Old Trafford dự kiến sẽ công bố bản hợp đồng trị giá 51 triệu bảng trong thời gian tới. Theo thông tin từ tờ Daily Mail, quá trình đàm phán chiêu mộ Andre Onana từ Inter Milan của Man United đã gần như được hoàn thành. Quỷ đỏ dự kiến sẽ chính thức thông báo về việc ký hợp đồng với thủ môn người Cameroon trong tuần này. Trước đó, MU đã hai lần đưa ra các đề nghị giá trị cho Onana. Ban đầu họ đề xuất mức giá 30 triệu bảng, sau nâng lên là 43 triệu. Tuy nhiên cuối cùng đề nghị mức giá 51 triệu bảng trong lần thứ 3 đã được đại diện Serie A chấp nhận. Inter Milan đang tìm kiếm một thủ môn mới thay Onana, hai cái tên được đội chủ sân Giuseppe Meazza nhắm tới, gồm Anatoly Trubin và Jan Sommer. Andre Onana từng là học trò của Erik ten Hag khi cả hai cùng làm việc với nhau trong suốt 5 năm tại Ajax Amsterdam. Sự bình tĩnh và khả năng kiểm soát khu vực vòng cấm cùng với khả năng chơi bóng của Onana đã khiến cho ông ten Hag quyết tâm đưa thủ môn người Cameroon về sân Old Trafford. Ngoài khả năng phản xạ, phá đảo tình huống và cản phá phạt đền tốt, Onana còn có khả năng xử lý bóng bằng chân, phát động tấn công ấn tượng và vì vậy, ông Ten Hag muốn đưa trò cũ về sân Old Trafford để thay thế David De Gea. Casemiro tiết lộ lý do anh rời Real Madrid gia nhập MU. Tin nhắn của Casemiro gửi cho người đại diện nói lên nhiều điều khi anh tiết lộ lý do tại sao mình rời Real Madrid để đến Manchester United. Đó là dòng tít được đăng trong bài viết trên tờ Mirror hôm nay ngày 10 tháng 7. Ngôi sao của Manchester United Casemiro đã tiết lộ quyết định rời Real Madrid và chuyển đến Old Trafford vào mùa hè năm ngoái. Tiền vệ người Brazil đã gây ấn tượng trong mùa giải đầu tiên tại Premier League, Mirror viết. Casemiro đã là một bản hợp đồng tuyệt vời của MU kể từ khi thực hiện một vụ chuyển nhượng trị giá 70 triệu bảng Anh từ Real Madrid vào mùa hè năm ngoái. Tiền vệ 31 tuổi người Brazil đã chia sẻ về quyết định rời khỏi gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha. Ngay cả khi chính thức gia nhập MU, Casemiro đã hứa rằng anh sẽ sửa chữa đội bóng sau khi chứng kiến đoàn quân của Erik ten Hag để thua 0-4 trước Brentford. Sau thất bại khiến cho MU tụt xuống cuối bảng xếp hạng Premier League, Casemiro đã nhắn tin cho người đại diện của mình: "Hãy nói với họ rằng tôi sẽ sửa chữa." Casemiro đã có 51 lần ra sân cho MU trên mọi đấu trường, giúp đội bóng giành được League Cup, đủ điều kiện tham dự Champions League với vị trí thứ 3 Premier League và lọt vào trận chung kết FA Cup cũng như vào tứ kết Europa League. Chia sẻ về quyết định chuyển đến MU sau khoảng một thập kỷ chơi bóng cho Real Madrid, Casemiro tiết lộ với tạp chí Palace của Brazil: "Lần đầu tiên tôi nói chuyện với gia đình về việc ra đi, họ đã ngay lập tức chấp nhận và đó là cơ hội để rời một câu lạc bộ lớn ở độ tuổi mà tôi vẫn có thể có được sức mạnh và ý chí. Nếu là 2 hoặc 3 năm nữa, tôi sẽ không rời Real Madrid để đến một câu lạc bộ lớn khác. Tôi sẽ không có tham vọng thay đổi giải đấu và trên hết, giải Premier League chính xác là những gì mà tôi nghĩ đến. Cái chính ở đây là không có trận đấu nào dễ dàng cả. Đội đầu bảng đấu với đội cuối bảng chưa chắc đã thắng. Nếu như bạn ra sân chỉ với 90% sức lực, bạn sẽ thua.
Casemiro cũng thừa nhận anh sẽ rất ngạc nhiên trước số lượng người hâm mộ MU ôm lấy anh ngay sau khi gia nhập Old Trafford. Casemiro nói thêm, mọi thứ ở câu lạc bộ luôn rất trìu mến. Tôi cảm thấy được yêu thương ngay từ ngày đầu tiên và điều không hề dễ dàng sau khi trải qua 10 năm tại Real Madrid. Đó là một sự kết hợp rất tốt từ người hâm mộ, nhân viên, cầu thủ. Và điều này rất quan trọng đối với sự thích nghi của tôi. Tất cả đều rất tuyệt vời và tôi được biết Manchester là một thành phố khó sống nhưng tôi yêu nó. Trở lại vào tháng 6, Casemiro giải thích rằng anh thực sự lạc quan về việc chuyển đến Old Trafford ngay khi anh biết được sự quan tâm của Quỷ Đỏ dành cho Manchester. Casemiro nhớ lại, tôi không có suy nghĩ thứ hai nào cả, tôi biết rằng thời kỳ của mình tại Real Madrid đã kết thúc. Tôi thực sự rất lạc quan khi đến đây và đón nhận thử thách mới này. Tôi biết đó không phải là một thử thách dễ dàng, nhưng chúng tôi biết rằng vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước. Đó là một dự án mà bạn sẽ không bắt đầu giành được mọi thứ chỉ sau một đêm. Van der Beek rời Man United, gia nhập Wolves. Theo nguồn tin từ tờ Molineux.news, bầy sói đang theo dõi sát sao tương lai của Donny van der Beek. Kịch bản tiền vệ người Hà Lan chia tay Man United có thể xảy ra. Theo nguồn tin từ trang Molineux.news, Wolves đang quan tâm sát sao tiền vệ Donny van der Beek. Ngôi sao người Hà Lan đứng trước kịch bản chia tay Man United ở mùa hè năm 2023, mùa giải năm ngoái. Cựu sao của Ajax ngồi ngoài phần lớn thời gian khi dính chấn thương nghiêm trọng. Báo chí xứ sương mù nhận định van der Beek không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Erik ten Hag. Tiền vệ 26 tuổi cập bến Man đỏ vào mùa hè năm 2020. Kể từ đó đến nay, van der Beek sa sút và đánh mất phong độ. Tìm kiếm bến đỗ mới được xem như là quyết định hợp lý vào lúc này với cá nhân van der Beek. Trong bối cảnh đó, Wolves nổi lên như bến đỗ khả thi. Bầy sói thu về 80 triệu bảng Anh từ việc đẩy đi ba cầu thủ là Ruben Neves, Conor Quaddy và Nathan Colin. Với số tiền 80 triệu bảng, Wolves tự tin chiêu mộ thành công van der Beek. Huấn luyện viên trưởng Julen Lopetegui cần thêm những tân binh chất lượng nhằm hoàn thiện đội hình, gia tăng chiều sâu lực lượng. Wolves đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh ở thương vụ van der Beek, Nottingham Forest, Crystal Palace, Celtic, Sevilla, Nice và Feyenoord. Mức phí chuyển nhượng của van der Beek vào khoảng 40 triệu bảng Anh, tiền vệ sinh năm 97 bắt đầu thu hút được sự chú ý của giới chuyên môn khi bùng nổ tại Ajax. Thời điểm bấy giờ, van der Beek được đánh giá là một trong những tiền vệ bóc từ bóc giàu triển vọng nhất châu Âu.